Cô đến rồi à? Đúng giờ đấy. Hành lý của cô cứ để ở đấy đi. Tôi có một vài chuyện muốn nói với cô. Anh nói chuyện với tôi tại sao không nhìn mặt tôi? Đây là phép lịch sự của anh khi nói chuyện với người khác à? Cô nên nhớ, cô vào nhà tôi là vì cái gì? Từ giờ cô là vợ của tôi. Nhưng cô cũng đừng quên rằng bố cô đã dùng cô để gán nợ cho tôi. Cô cũng chỉ là một người để trao đổi lợi ích hai bên thôi. Lát nữa cô giúp việc sẽ dẫn cô đi làm quen mọi thứ ở đây. Nhớ, đừng làm loạn nhà tôi lên là được. Anh đi đâu? Tôi đi làm. Mà tôi đi đâu cũng không đến lượt cô quản. Anh nói tôi là vợ của anh, việc anh đi đâu tôi được phép quản chứ? Bố ơi, con nhớ bố. Cô là ai? Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng. À, giúp việc đúng không? Lấy cho tôi cốc nước đi, tôi đang khát nước. Cô là ai? Tôi là người yêu của chủ căn nhà này. Cô là giúp việc mới nên không biết đâu. Thôi đi lấy nước cho tôi đi. Tôi không phải giúp việc, tôi cũng không quen biết cô. Tại sao tôi phải lấy nước cho cô? Vậy cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Đó không phải là việc của cô. Cô... Anh Hoàng Anh! Anh Hoàng Anh! Nhưng mà bố cũng phải nói cho con biết người con sắp lấy làm chồng tên là gì chứ ạ? Cậu ấy tên là Hoàng Anh. Con yên tâm, là một người trẻ tuổi. Thì ra anh ta tên là Hoàng Anh. Cô gái này tự xưng là người yêu của anh ta. Đúng là một gã đàn ông lăng nhăng. Anh Hoàng Anh đi làm rồi, không có ai thưa cô đâu mà cô gọi. Anh Hoàng Anh? Cô là gì của anh Hoàng Anh mà dám gọi anh ấy như thế? Cái tên sinh ra không phải là để gọi hay sao? Cô lấy quyền gì mà cấm tôi gọi tên anh ta như thế? Tôi là bạn gái của anh ấy. Trước mặt tôi cấm cô được gọi tên của anh ấy. Nếu không, cô định ăn thịt tôi à? Người như anh ta chẳng biết còn có bao nhiêu người yêu nữa. Tôi làm sao biết được cô là người yêu thứ bao nhiêu trong đám người yêu của anh ta? Tôi là người yêu duy nhất của anh ấy. Cô mà nói linh tinh nữa, tôi đánh cô đấy. Chị giúp việc, chưa xếp đồ của em lên phòng à? Cô ta không phải giúp việc thì là gì ở đây? Lên phòng? Lên phòng là sao? Chuyện gì đây? Anh lên đây làm gì? Tôi không làm gì cô đâu. Nhìn cô tôi cũng không có hứng thú. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở ghế. Cho cô ngủ trên giường. À, hôm nay có người đến tìm anh đấy. Là một cô gái. Tôi biết rồi. Hôm nay cô đã làm gì chọc tức cô ấy đúng không? Tôi chỉ nói những gì nên nói. Tôi không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Anh và cô ta có chuyện gì thì tự tìm nhau giải quyết. Đừng có lôi tôi vào. Cô có nói với cô ấy cô là vợ của tôi không? Làm tốt lắm. Ý anh ta là sao? Làm tốt lắm. Ý anh ta là không muốn cho ả tình nhân biết mình là vợ anh ta đúng không? Khát nước thế nhở? Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng mà cái tính cách không thể nào chấp nhận nổi. Mình khó tính lắm sao? Sao anh chỉ uống mỗi nước thôi vậy? Anh không ăn sáng rồi hãy đi à? Tôi vội lắm, không có thời gian. Bữa sáng rất quan trọng. Nếu anh ăn sáng đầy đủ thì sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn đấy. Hay là đồ ăn chị giúp việc nấu không hợp khẩu vị của anh? Cũng đúng, tôi hơi kén ăn.
Lúc nào cũng làm như là mình bận rộn lắm ấy. Cô làm gì vậy? Sao hôm nào cô cũng đến vào giờ này thế? Tôi đến giờ nào? Cô quản được tôi à? Cô lại đến tìm anh Hoàng Anh à? Anh ấy vừa đi làm rồi. Tôi không đến tìm anh Hoàng Anh. Tôi đến để tìm cô đấy. Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Tôi đâu có chuyện gì để nói với cô. Cô nói đi. Tại sao hôm nay cô vẫn còn ở đây? Cô với anh Hoàng Anh có mối quan hệ như thế nào? Tại sao tôi phải trả lời cô? Cô cứ trả lời đi. Cô nói cô là bạn gái của Hoàng Anh. Sao không đi hỏi anh ta đi? Mấy câu hỏi của cô tôi không muốn trả lời. Này, cô bảo cô không có mối quan hệ gì với Hoàng Anh thì cút khỏi căn nhà này đi. Tôi mới chính là nữ chủ nhân tương lai của căn nhà này. Cứ nhìn thấy cô ta là mình lại thấy khó chịu. Quên điện thoại dưới nhà rồi. Đâu rồi? Cô ta qua đây chỉ để nói với mình những lời như thế thôi à? Đúng là rảnh rỗi. Mà mình cũng rảnh. Suốt ngày ở nhà chẳng biết làm gì. Này, anh làm gì đấy? Đừng có làm bừa đấy. Tỏ ra. Tỏ ra anh. Bỏ ra. Cô dậy rồi à? Anh... Hôm qua anh đã... Hôm qua tôi say. Chuyện đó coi như bỏ qua đi. Đừng nhắc lại nữa. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tôi không ngờ cô là một cô gái còn xinh xắn đấy. Anh cúp đi. Là cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho mình à? Bữa sáng rất quan trọng. Nếu anh ăn sáng đầy đủ thì sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn đấy. Anh Hoàng Anh, sao em nhắn tin gọi điện cho anh không được? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Em tới đây làm cái gì? Vì em muốn gặp anh. Em nhớ anh mà. Đúng là đồ đều. Tối hôm trước vừa ngủ với mình, hôm nay đã cùng người con gái khác ôm nhau giữa ngôi nhà này rồi. Biết thế, lúc nãy tôi bỏ thuốc chuột vào bữa sáng cho anh rồi. Anh đã nói rồi, nếu như mà không có chuyện gì, em đừng tìm đến nhà anh gây sự nữa được không? Nhưng mà trong nhà anh tự nhiên xuất hiện một cô gái lạ. Anh phải nói cho em biết cô ta là ai đi. Em đừng có phá phách nữa, mau đi về đi. Anh còn phải đi làm nữa. Anh mà không nói cho em biết anh và cô ta có mối quan hệ gì thì em ngồi đây ăn vạ đến sáng mai luôn. Vậy em cứ ngồi đi, anh đi làm đây. Ok. Anh Hoàng Anh! Anh Hoàng Anh! Biểu hiện hôm nay của cô làm ba mẹ tôi rất hài lòng. Hy vọng sau này cô có thể hiếu thảo với ba mẹ tôi một chút. Chuyện đó tôi làm được mà. Tốt lắm. Anh Hoàng Anh, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh. Cô nói đi. Tôi qua nhà anh cũng được một thời gian rồi. Lâu rồi tôi chưa được về thăm bố. Anh có thể cho tôi ghé qua thăm bố một buổi được không? Chuyện đó chưa bao giờ tôi nói sẽ cấm cô cả. Cảm ơn anh. Alo, ai đấy ạ? Cô đến bệnh viện đi. Bố cô mất rồi. Bố. Có chuyện gì vậy? Bố. Bố tôi mất trong viện rồi. Sao lại đột ngột như thế được? Ha 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 ha.
không biết phải an ủi cô như thế nào nữa. Tôi chỉ còn bố là người thân duy nhất thôi. Giờ bố cũng bỏ tôi mà đi rồi. Chẳng phải giờ cô vẫn còn tôi là người thân sao? Cô có thể coi tôi và bố mẹ tôi như gia đình vậy. Nhìn cô ấy trong bộ dạng như thế này, mình thật sự muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, che chở, bảo vệ cho cô ấy cả cuộc đời này. Không nhẽ mới một lần đó mà mình lại có em bé luôn được hay sao? Đợi anh ấy về, mình phải thông báo luôn cho anh ấy biết mới được. Cái gì đấy? Cô có bầu là con của ai? Này không phải việc của cô. Mà sao cô cứ ra vào ngôi nhà này tự do như vậy? Vì tôi là bạn gái của anh Hoàng Anh. Cô dám có con với Hoàng Anh sao? Cô cứ đợi đấy. Chị ơi, cho em gửi hàng ạ. Đi làm về rồi đây. Cô ấy đâu rồi nhở? An ơi, đi đâu rồi nhở? Cô ấy đi đâu được nhở? À, xem camera xem nào. Alo, mùa 3 đấy ạ? À? Tôi muốn báo vợ của tôi bị bắt cóc rồi. Các anh mau đến đi. Cô mau uống cái này đi. Chỉ cần đứa bé trong bụng cô chết thì tôi sẽ thả cô ra. Không, tôi không uống. Cô lấy quyền gì mà tước đi mạng sống của con tôi? Đồ độc ác. Mày uống, mày phải uống. Dừng lại, cô làm cái gì đây? Em, anh Hoàng Anh. Tôi đã biết toàn bộ trò bẩn thỉu của cô rồi. Khôn hồn thì cô mau cút đi trước khi công an bắt cô. Anh Hoàng Anh. Cút. Em muốn làm sao không? Cô ta định giết con chúng ta. Con chúng ta? Anh được làm bố rồi sao? Anh hứa sẽ bảo vệ em và con, sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta, sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi.